Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cờ lem ETH. Thì uh, mục đích chính ý là cờ lem ETH cũng như là giải đáp một số câu hỏi các bạn thường hỏi mình là làm sao để liên kết được địa chỉ ví ETH trên ví Paowebpay. Có rất nhiều các bạn mới tham gia không biết liên kết không cờ lem được. Thì con web này mình làm khá lâu về hướng dẫn các bạn chơi con web này rồi. Không những cờ lem ETH mà nó cờ được rất nhiều có đồng coin trong này nhé. Thì tí mình nói sau bây giờ cái mục đích chính thì mình hướng dẫn cho các bạn liên kết cái ví eth trên PocketPay nhá thì đây là giao diện của ví PocketPay thì để mà liên kết được địa chỉ ví của các đồng quay khác ấy, thì các bạn vào chỗ địa chỉ liên kết này nhá ở đây mình giải thích thêm này Chỗ này là địa chỉ ví mà các bạn muốn liên kết vào đây để các bạn uh, claim Cũng như là các bạn muốn rút tiền về ví nào thì bắt buộc các bạn phải liên kết với cái địa chỉ ví đó các bạn muốn rút về nhé Chẳng hạn như các bạn muốn rút về VNDC thì các bạn phải liên kết địa chỉ ví của đồng quay nào của ví VNDC các bạn liên kết đây Hoặc là các bạn rút về sàn Zimitalo các bạn cũng phải liên kết địa chỉ ví các bạn mới rút được tiền về nhé ở ví PocketPay này nếu muốn rút tiền đi đâu thì bắt buộc phải liên kết với địa chỉ ví ở sàn đó nhé. Thì ở đây thì các bạn kéo lên này các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đây là những địa chỉ liên kết. Chẳng hạn như các bạn bên mình kéo đây các bạn nhìn thấy zoom này nhé. Nếu như mình muốn claim cái web Ethereum mất lãi mình phải copy hết cái dòng địa chỉ này nhé. Các bạn phải copy hết nó này nhé. Đó. Bôi đen hết rồi các bạn sao chép này nhé. Thì bây giờ mình sẽ xóa đi mình làm lại cho các bạn nhé. Mình xóa mình liên kết lại này. Mình xóa bỏ này. Rồi, như vậy là các bạn nhìn cái địa chỉ liên kết mình mất nhá. Ở đây thì mình lại lấy Zimitalo mình liên kết nhá. Sau này mình rút về sàn mình bán cho nó nhanh. Thì đây là cái trang Zimitalo thì để liên kết được địa chỉ ví đây các bạn phải có một tài khoản đây hoặc các bạn có thể liên kết về VnDC hoặc là VnC đều được nhá. Không không nhất thiết phải liên kết về Zimitalo. Tức là các bạn có ví nào thì các bạn liên kết cái đồng Ethereum này ở ví đó nhá. Nếu ở Zinatalo các bạn vào ba cái gạch này Các bạn kéo vào chỗ phần ví này Phần ví thì các bạn sẽ nhìn thấy số tiền Việt Nam Đồng này Và số tiền nó quy ra tổng bao nhiêu nó sẽ nằm ở đây Còn để liên kết được thì các bạn kéo lên các bạn tìm cái đồng Ethereum Các bạn kích vào phần lạp cho mình nhé Và ở đây là cái mã QR để các bạn copy này dùng cái quét để quét mã không các bạn chỉ việc là copy luôn đây là lấy cái địa chỉ ví để mà quay lại cái ví pocket Pay, các bạn liên kết vào như vậy mình đã copy bây giờ mình quay lại ví nhá rồi để liên kết được nó thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ ví ở đây thì mình làm lại một lần cho các bạn mới nhìn nó dễ này ở trang tổng quan này nhá các bạn vào đây liên kết này đó và cái địa chỉ ví mình vừa copy mình sẽ dán vào đây nhá Cái tên nhãn này thì mình ghi một tên nhãn ở ví nào mình ghi đấy cho nó nhớ Ở đây mình lấy Zimitalo mình sẽ ghi này Zimitalo Và cái ký hiệu của đồng quay thì nó là của Ethenzoom ETH thì mình phải chọn đúng đồng quay nó mới nhận nhá ETH Mình ấn đây Rồi mình kích liên kết này Đó là như vậy mình đã liên kết thành công và bây giờ mình kéo lên các bạn sẽ nhìn thấy Zin uh, mình ghi đây Thì đây là Ethan Zoom Và giờ mình sẽ copy luôn cái địa chỉ này nhá Các bạn nên nhớ nếu mà đã là cái ví mà nó yêu cầu là Ethan Zoom, ETH này thì các bạn lấy ở địa chỉ liên kết chứ các bạn không Không lấy ở chỗ uh, tiền tiền gửi này nhá Tiền gửi này, đây mình kích tiền gửi này Tiền gửi thì cái, cái đồng này chính là các bạn hay hỏi mình tại sao nó cứ bắt là phải có địa chỉ ví uh, Metamask Thật chất là không cần cái ví Metamask này các bạn liên kết như mình là được nhá thì bây giờ lấy địa chỉ nó cứ lem con quét kia các bạn kích vào chia sẻ liên kết này à, địa chỉ liên kết này các bạn kéo lên hết này nhá kéo lên này thì đây những cái địa chỉ nào mà các bạn đã liên kết nằm hết đây chẳng hạn như bây giờ mình muốn lấy là ITH thì mình sẽ bôi đen cái dòng này mình copy này đó bây giờ mình sẽ sao chép và bây giờ mình quay lại con quét kia mình dán vào cho các bạn xem nhé Rồi Ở đây là cái địa chỉ ví uh, Ethereum cũ của mình xóa đi Cái con web này các bạn cứ nem cứ 5 phút một lần nhá, được rất nhiều đồng quay cứ lem, chứ không phải riêng ETH đâu nhá. Con này mình làm khá lâu rồi đấy. Tí mình hướng dẫn các bạn cách uh, cứ lem rất nhiều con quay ở đây nhá. Rồi dán cái địa chỉ vào đây nhá, thì mình hướng dẫn luôn tất cả các bạn mới làm được hết nhá, làm chậm cho các bạn xem này. Mình kéo lên mình kích vào đăng nhập rồi nhá, Rồi nó nhận địa chỉ ví của mình Thì mình kéo lên này Các bạn sẽ kích đây tiếp tục nhá Và ở giao diện này nó bắt mình giải cái mã Antibot theo ký tự Các bạn sẽ nhìn thấy nó kết thúc bằng dấu phẩy của mỗi một ký tự Thì ở dưới này các bạn nhìn này 1, 2 này Kéo lần nữa sẽ nhìn thấy 3, 4 Thế để làm sao giải mã được thì các bạn phải nhìn nó ghi đây các bạn chỉ cần nhìn số đầu số cuối là nhìn ra ngay như ví dụ số đầu là chữ gì số cuối cũng là gì mình sẽ tìm này đây này chắc chắn là đây này rồi số thứ hai thì nó là n l và t này thì các bạn sẽ nhìn là chắc chắn nó là đây rồi không trượt được kích ở đây các bạn làm sai các bạn có thể reset lại mã được nhé và số thứ ba thì là chữ with này r chắc chắn là đây dưới cuối này nhá không nhầm được nhá và số cuối cùng chắc chắn ở đây nhé rồi các bạn kéo lên các bạn sẽ nhìn thấy kiểm chứng này nhá đó các bạn sẽ kiểm kiểm chứng thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá nó bảo mình mã cấp tra không hợp vui lòng thử lại khả năng là vừa lãi mình làm sai thì bây giờ mình làm lại này mình kích tiếp tục đi nhá à và lại là mình không quên mất với các bạn là mình không không kích uh, xác thực người máy thì bây giờ thì mình sẽ kích vào xác thực người máy, có thể mình kích sau nhá, mình giải mã trước này, giải mã antibot này nhá, ký tự này, hai chữ S này, chắc chắn là đây rồi. Còn chữ W chữ SC. WSC WSC. Đây rồi, chắc chắn là cuối này nhá, chỗ này. Chắc chắn là đây rồi cuối cùng RA đây rồi nhá rồi bây giờ mình phải kích ở đây nhá cái trước là mình không xác thực cái này rồi các bạn kéo lên này nhá các bạn kiểm chứng này nhá đó các bạn thấy chưa nó gửi luôn cái đồng ETH về ví PocketPay cho mình nhá thì các bạn duy nhất là phải cái đối với con quét cờ lem này các bạn dùng duy nhất cho mình địa chỉ ví pocketpay và bây giờ mình chỉ các bạn trên điện thoại các bạn một lúc các bạn cờ lem rất nhiều đồng chứ không phải riêng ith nhá các bạn sẽ vào ba gạch này nhá cái này mình hướng dẫn khá lâu rồi đấy thì các bạn chỏ mũi tên này xuống nhá thì đây là tất cả các đồng quay này bạn muốn cờ lem đồng nào thì các bạn cờ lem y mình hướng dẫn thôi dán địa chỉ ví đấy thôi duy nhất cái đồng y the zoom này là mình phải liên kết nhé liên kết ví nó mới cho cửa nem nhé còn lại những đồng này trong ví pocketpay đều có hết nhé thì các bạn cứ lem đồng đồng nào các bạn cứ lại bitcoin này ở đây nó yêu cầu địa chỉ ví bitcoin đấy thì mình quay lại mình copy nhé và đừng ninh để mà các bạn yêu cầu uh, uh, cờ lem con này thì mình để dưới phần bình luận video các bạn vào, các bạn tích vào, các bạn giải mã cái captcha rồi ra giao diện này các bạn lấy link các bạn cờ lem từng đồng một nhá. Mình hướng dẫn nốt cho tất cả các bạn mới biết cách mà copy địa chỉ ví btc các bạn dán đây nhá. Đối với btc mình không cần dùng địa chỉ liên kết, các bạn kích vào tiền gửi cho mình nhé thì ngay trên đầu tiên các bạn nhìn thấy bitcoin ký hiệu btc đấy các bạn copy cho mình cái địa chỉ này nhá đó như vậy nhá mình quay lại trang web ở đây thì mình kéo lên này mình dán hết địa chỉ ví bitcoin đây nhá con này được cái không quảng cáo là lem sướng lắm lem nó hơi phê các bạn kéo lên này các bạn kích cực kiểm chứng nhá Rồi Các bạn đã kéo lên các bạn kích tiếp đây mà đi đi tiếp này tiếp tục này Ở đây các bạn nên nhớ là vẫn phải dùng cái cái quảng cáo và cái mã người cái máy captcha nhá Các bạn đánh cái mã trên này trước để phòng các bạn tích đây trước ấy. Xong các bạn lần các bạn đánh từng mã này nó chậm quá hết thời gian là cái mã này nó bị hỏng nhá Nên mình cứ giải mã antibot trước nhá Mình làm chậm cho các bạn mới lắm bắt được là dễ làm nhá đây có bốn cái tự các bạn cứ nhìn được kết thúc dấu phẩy và các bạn tương ứng dưới này thế các bạn nhập đúng ký tự nó thì để mà lắm bắt được dễ thì các bạn nhìn số đầu số cuối mình hai số S này mình sẽ tìm này. Thì hai số S chính xác là số này rồi nha. Mình kéo lên mình nhìn này. chữ D và chữ R này, D ER. Đây này các bạn nhá, chắc chắn là này nhá. Đó, dòng thứ ba chữ G và chữ SC cuối chắc chắn ở đây rồi nhá đó là cái mẹo mình tìm nó nhanh và dòng cuối cùng thì không phải tìm nó là đây xong rồi các bạn uh, xác thực hình ảnh này nhá mấy hôm trước hack là cái mã này mấy hôm nay lại không cho hack nữa bắt mình xác thực ấn ở đây nhá như mình quen mình xác thực nhanh lắm các bạn mới thì hơi khó các bạn kéo lên này các bạn kích kiểm chứng nhé Đó thì ngay lập tức nó gửi cho mình nhiều phết này hai đồng Satoshi về nhá. Thì các bạn lại muốn claim đồng khác bạn vào ba cái gạch để cho mình nhá. Các bạn vào ba cái gạch này. Và các bạn trỏ uh, mũi tên này xuống nhá. Thì đây là tất cả các danh sách các đồng quay các bạn thích claim đồng nào thì các bạn vào làm y như mình hướng dẫn được, được nhá. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh các bạn có thể đăng ký kênh mình để cập nhật các video mới nhất của mình nhá vào cái đường link để mà các bạn cứ em những đồng quay này mình để bên dưới phần bình luận video nhé. Video mình làm đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn.